Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi để cho ý đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thánh có anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biện Pháp Giới Quá Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Ma Bảo. Chỉ tâm đảnh lễ Thỉnh Ca Mâu Ni Phật Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Ái Tát. Lương xa nhiệm ngài Pháp giới mong quân chư Phật, hai hồi tận diệu văn tùy ngữ kia tượng vân. Thành ý phương ăn ngay chư Phật hiền toàn thân ngay Nam Mô Hương Vân Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Khải Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Khải Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kim na tao ngộ na kim tiên văn đắng thọ trì, nguyện dài như lai chân thiền nghĩa. Tây phương giáo chủ tịnh độ năng nhân, tiếp dẫn chúng sanh chi thần sơn, Cực Lạc Hữu Nhiếp Sanh Tịnh Độ Ta Bà Giải Thoát Kiến Di Đà. Bốn tám lời nguyện độ chúng sanh, phát nguyện rộng lớn đẳng viên thành A
sao xem chiến phong thường phòng sanh đồng độ chúng sanh Phật đạo thành. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ni Tát. Bốn mươi tám lời nguyện đứng Phật A Di Đà. Ngùng hình ngã quý chúng sanh thầy đều chẳng có sinh thành nơi đây nha. Nguyện thứ hai nước này tịnh giới đàn bà cùng con gái tình nhiên những người trong cõi nhân thiên cùng loài cầm thú cần chiến vũ hành thầy đều đặng hóa thân tỏ cảm thân bao kỳ cựu phẩm liên hoa. Nguyện thứ ba dân chúng phong đà khi cần ăn uống hoa sẵn sàng bản thân bảo vĩ bàn đừng lắm mê trăm món ngon coi trăm ở đâu ăn rồi khi dùng liền phải rửa phải nấu nhồng nhằng. Nguyện thứ tư nhân dân trong nước ấy muốn áo quần khăn lược màu dày thấy đều hoa đủ sẵn bày khỏi mua khỏi dặn khỏi mái cưng lòng. Nguyện thứ năm giám vòng địa lợi từ đất bằng lên tới hư không thầy đều lâu cát biển cùng ma cùng là cây trái áo trong cửa nhà ca ấy đều là trăng bảo ơi cùng ba tiếng hoa báo hương thơm nhìn nhau thành tạp cơn đơm ma trao dồi trang xứng cho làm phần ban mùi hương ấy sống ra khắp đồ hoa cả mười phương hướng thu cầm kỳ chúng sanh hành nguyện kiên trì tin và tưởng Phật đến thì vạn sanh. Nguyện thứ sáu dân lành quốc độ thương tình nhau vì ta ruộng rà không lời qua lại bấm hòa công danh công ghế hóa ra tranh danh na. Nguyện thứ bảy dân sanh trong nước không có lòng quê trượt dâm ô cùng không có tiếng tùng thố cùng là nóng dân hồ đồ ngũ trí. Nguyện thứ tám kiên trì thiền niệm cứ đường hay tìm tìm lướng đi nếu ai muốn nói chuyện gì người kia yêu ý tức
đi cõi phân hiền thứ chính chúng dân từ thiện tai chẳng nghe những chuyện không làm có đâu chữ tư hành mấy điều nghiêm chướng đã thành vô danh ấy nguyện thứ mười chúng sinh đều vì nguyện thân là mộng mị mà thôi vậy nên lòng chẳng đời tánh công tham muốn khắp nơi vui cười nguyện mười một tiếng người tuy cả hình dung đồng một sắc vàng nghi mặn mài nghiêm trên phước phi trong ngần đẹp đẽ công chi sánh bằng nguyện mười hai mười phương thế giới thiên nhân cùng mà các loại chúng sanh hóa thân về cõi lạc thần chứng ngôi thiên nhãn Di Đồng mà ngồi thiền có tâm lòng tịnh tịnh hiền cùng nghe nhau tính tối nhiều chẳng hề biết rằng bao nhiêu ngàn muôn kiếm số nhiều khó phân nguyện mười ba thiên nhân trên dài cùng nhau đến mãi dân cơn không hề rõ biết số dư tài dưỡng quốc nhiều như các hàng nguyện mười bốn dân hàng quốc độ thái thái đồng trường thọ miên miên không sao biết đàn số niên sống lâu vô lượng vô biên kiếm đời nguyện mười lăm dân thời thanh tịnh trụ vào ngôi chánh tính tự nhiên lý chư loạn tướng đạo điên đất vô phân biệt chứng viên niết bàn nguyện mười sáu làng ban dân chúng vui vẻ mà thọ dung đủ điều thái chồng với các tỳ kheo chứng phân vô lầu chẳng sự đời nguyện mười bài khi tôi thành phận sẽ giảng kinh thuyết tận độ sanh làm cho sơ nguyện tăng thành công tôi giảng đạo rõ lành nguyện mười tám hóa thái coi dụng mà không biết thôi biển kiếm ta trong anh xa kiếm tay đồng kiếm sanh nguyện mười chín chúng sanh vạn vạn đều đắng rồi thiên nhãn tình quang thấy toàn vũ trụ mười phương trăm ngàn muôn ứng thế gian cùng tường nguyện hai mươi tây phương dân chúng thiên nhị thông sơ dụng nghệ thang những lời thuyết pháp của ra phần đã cầu tuyên ai nguyện hâm mộ nhân thiện
thiện trong nước ta tâm không biết đường chẳng sai. Những điều tâm niệm mỗi loài muôn ngàn thế giới không ngoài tâm linh nguyện hâm ai chúng sanh quốc độ thần tụng thông đăng ngộ dòng chơi. Bao hòa thế giới nơi mau thời hơn bái nguyện hàm ba tôi nay thành phần danh hiểu tôi rõ thật mười phương phần và đại chúng ta như dân tôi quy phục lại vương tôi hoài thiên nhân với các loài súng vật dành tôi cho thật chí tham sáng lòng vui vẻ hiền lành làm chúng sẽ đàn hóa sáng sen vàng nguyện hâm bốn ánh quang mình chiếu qua nơi đầu tôi tuyển diệu rỡ ràng. Mặt trời cùng ánh mặt trăng tuy là sáng tỏ chẳng băng phần quang nguyện hâm lắm hào quang tôi chói cắm cùng nơi chỗ tối khúc quanh thiên nhân cùng cá súc sanh thấy liền đàn cái lòng thành quy y miền hâm sáu vấn kỳ nhân tu ở trong thập phương vũ trụ vân vân nhờ hào quang chiếu đến thân từ hòa tâm tánh hơn dẫn coi trời nguyện hâm bại tiên người phan hy tâm bồ đề trì chi giới trai lục ba mầm quán cái làm nhiều công đức chẳng sai môn thì khi thọ mạng tới kỳ tiên mạng có tôi và các hạng tăng lành phóng quang tiên dần vàng sanh đăng làm bồ tát tài thành lạng ban nguyện hâm tám tiên nhân vũ trụ nghe danh tôi sắm đủ mỹ bàn hương hoa đắng chúng uy hoàng tràn phán bao cái cúng dường như lai tạo tham tự trì trai thanh tịnh làm việc lành tâm để định tưởng tôi tưởng luôn cho một ngày thôi chắc sẽ đặng nữa tôi về liền nguyện hâm chính nhân thiên mười cõi nếu dốc lòng ra cõi bến mê hiểu tôi thầm niệm thiên bài lắm chúng sẽ đặng sanh về làm ban trừ những kẻ hung tàn hỗn tám cùng những người phật pháp dễ tin ai mang tội ấy vào mình thì địa ngục thó hình chúng thắng nguyện ba mươi thiên nhân cầm thú trong thầm phương vũ trụ khôn lường trước đà báo tội thường thường sao nghĩa chân phật
Phật tỏ tường cung khai, cầu sáng hồi đề thái giới sáng, nguyện làm lành nước Phật mong sanh. Lâm chung sẽ đáng lành gọi tám đồ khổ sanh liên đài, nguyện bấm một tiên người mười cảnh nghe danh tôi lệ đánh theo về. Vui mà tu hành Bồ Đề, người người cũng kính mong bề tám dương, nguyện bấm hai thầm phương thế giới, những đàn bà con gái chán đời phát tâm đến niềm danh tôi, tháng sau không có phụng hồi nữ nhân, nguyện bấm ba chúng dần mời tới quả vô sanh bất thối chứng liền. Lại còn quá Phật toàn viên, ngoại trừ những vị bốn nguyện đau sanh, tôi sẽ giúp cho thành sở mồ tới tha phương tế độ hàm linh. Hành tu Bồ Tát rất tinh, lại còn lấy sức ngoái linh hộ truyền, cho người ấy tinh chuyên tăng bộ ca chúng sanh tinh tỏ phát nguyện. Bồ Đề tịnh diệt vô hiền, chẳng thân tôi thân cần chiến tu hành, nguyện bấm bốn dân là trong nước độ chúng sanh sao trước các phương. Sở nguyện sẽ đáng tội lòng, ba nhiêu ác nghiệp ba đường khói mang, nguyện bấm lắm khang hàng Bồ Tát, muôn cung dường chư Phật đau đau. Hòa hướng anh là trăm cháu liền đi khắp đủ vừa hầu vừa ăn, nguyện bấm sáu muôn ngàn bao vần muôn cung dường chư Phật thánh hiền. Ước ra thì có đủ liền cúng dâng khắp cả về miền chưa trưa, nguyện bấm bảy ai vừa đọc tụng hoặc thọ trì bụng cúng chữ kinh. Đặng tài biển lương thông minh, lại thêm bác nhà trí lành cao chiếu, nguyện bấm tám vàng điều pháp lý, đủ viên thông đầy trí huệ tâm. Những lời bài giải nguyên âm, nghĩa kinh vi diệu cao thâm đều công, nguyện bấm chính quân trung Bồ Tát, tại tay đồng dòng vàng kiên căn. Mỗi người đều đang kiếm thân, bằng hai tướng tốt đủ phân sắc màu, thuyết các pháp gồm thấu đạo phận, cùng yên như chư Phật đứa thầy. Bốn mươi nguyện lớn của tôi, thiệt là tính sạch chiếu soi các màu, chư Bồ Tát ví dầu muốn thấy cõi Phật nào nghiêm mấy như hàm. Dòng trong bữa thọ yên xa, cánh nào Phật nấy như là soi
đức Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn. Đang nghe đang thấy đạo tràng bề cao cho đến bốn ngàn nay cho miền bốn hai trang đồ nhận dụng quân đồ tôi thiệt đúng tình minh. Chói người sáng đêm tinh, dầu có thiên nhãn chẳng nhìn đắng đâu. Nguyện bốn ba ai trong nước chỉ mong cầu nghe được pháp kinh. Tự nhiên sở nguyện đắng thành, không chờ mời tinh đường tinh thế giới. Bằng duyên dáng trong nước tôi đều đặng quay thân. Hào quang có rạng vô ngần ngày, biến tài biến pháp ngàn vàng pháp vương. Nguyện bốn lần tha phương Bồ Tát nghệ danh tôi tận pháp. Thầy đều đắng pháp tình thân, định thần dài thoa phương lành thượng ban. Như ai muốn cúng dường phẩm pháp mà trong một giờ đi khắp Hà Sa. Tuy là đường xa rất xa, định thần không là tiền chắc lìa. Nguyện bốn sáu chư tôn Bồ Tát ở ta phương nghe đàn danh tôi. Quy tinh tấn vừa rồi định thiên bình đáng ba hồi chẳng ly. Đất phá nhận đến khi chẳng giác, đàn tay thường càng bực như lai. Lời nguyện bốn bãi như vậy, tha hương Bồ Tát về đây được tôi. Tâm chí nguyện đắng hồi bất gì, chẳng thối lui địa vị cao thông. Lời nguyện bốn tám bảo màu, tha hương Bồ Tát có đầu quy chớ vị ấy đấng kỳ trợ nguyện. Nhân nhị tam nhận thiện pháp vương, pháp môn của Phật không lường. Đã bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi. Khi pháp tạng nguyện xong đã trọn, cõi tam thiền sầu món rung rinh. Thường hoa đổ xuống đầy thành, không phát tiếng chắc thành như đệ tử chúng con từ bố thầy thấy báo tội bởi năm mê đắm trong sinh tử đã bao lần. Nay đến trước đại vô thượng giác biển trăm có lâu đời luân lạc với sinh linh. Tàn sống hoài trong kim lâm tan, con là lòng không nhìn phương hướng. Đàn có dài từ lâu vẫn vườn, hôm nay trong thấy đạo uy hoàng. Trên hương về bóng tư quan, lại còn tổ trói đường nhận bước. Bao tội
đường ác trường, vì tham sân si mà gây nên. Thì hôm nay giữ trọn lời xin sám hối để lòng thanh thoát, trí Phật quang minh như nhân nguyện. Từ bi vô lượng cứu quần sanh, ôi từ lâu ba chốn ngục hình. Giảm giờ mãi con nguyện ra khỏi, theo con ngài vừa qua có ai nước thuyền từ vượng khỏi ai hà. Nhớ lời ngài bờ giá sông xa, hành thầm thiện cho đời tự sẽ bỏ việc án để đời quán đáng. Cũng làm gieo rắc vàng những lời ngọc vàng đi mời bên lòng. Có nguyện đưa sống đời rộng rãi, con niềm Phật để lòng nhớ mãi. Hình mong người cứu khổ chúng sanh, đã để theo ngài tránh bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin từ độ. Ngoài tham lam sắc ngập trời, phá thì mê trí huệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà làm quân, vần Di Đà thân kim sắc tượng quang mà mình từ thang nghiêm. Nam chú di nguyện kiến bánh hào, bốn biển lớn trong đằng măng biếp. Trong hào quang hoa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Bốn mươi tám nguyện đồ chúng sanh, chính Phật xem vàng lên dài thoáng. Quý mang lệ Di Đà Phật, vương thầy thế giới an lành. Còn ấy xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tín đồ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thất Tình Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam mô Thất Tình Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam mô Thất Tình Đại Ái Chúng Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Lạc Phạm Trang Nghiêm Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Lạc Phạm Trang Nghiêm Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Lạc Phạm Trang Nghiêm Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Đại Từ Đại Bi Lên Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Chỉ
chỉ tâm đã đánh lễ nam mô đại bi đại nguyện địa tạng vương bồ tát. Chỉ tâm đã đánh lễ nam mô thánh tịnh đại hải chúng bồ mong lòng quy tín á văn á di đà thế giới cần là nguyện lấy hào quang trong sảnh soi cho lấy thế cơ bí mà nhiệm thọ cho con ấy chánh niệm mà niệm hiểu như tịnh độ. Phật xưa có thể nếu có chúng sanh muốn sinh nước ta lòng tin nguyện cho đến mười niệm mà nếu chẳng đặng sanh chẳng thành chánh giác do vì nhân niệm hiểu Phật này đường vào trong bế đại thế Như Lai nhờ chứng từ bi các tội tiêu diệt đang lần tăng trưởng khi mà gần chúng biết trước giờ chết không còn bình khổ tâm không tham nghiêm ý không điên đảo như vào thiền định Phật và thánh chúng thấy nắng kim đài cùng đến tìm dần trong quá muộn niệm sanh về cần là sẽ Phật liên nghĩa Phật thừa trong mơ Phật huệ khắp độ chúng sanh cho Bồ Đề nguyện. Chúng sanh không số lượng ngài thề nguyện đều độ khắp viên não vong cùng tận pháp môn không kể xiết thề nguyện đều tu hồng Phật đạo không gì hơn thề nguyện đương nguyện thành phụng kính công đức thu thắng hành này vô biên thành phương giải hồi hướng vô nguyện phạm giới chữ chúng sanh tổng và vô lượng quán phần sẽ nguyện tiêu tán chương trở về nào nguyện đăng trí huệ chân minh minh liệu vô thời trường tận tiêu trần thế thế đường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng tự phẩm liên hoa vi cụ mẫu hoa cài kiến phật hộ sanh bằng tối bồ tát quy bằng nguyện công đức vô cập ư những thiên ngã đẳng giữ chúng sanh giải công thành phật đạo từ quý phần đức nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô
tơ quay quán mê cung nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng đi về nhớ hải. Tơ quay nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành